cây dừa kiển của ở ở đâu đó. Cây dừa bình thường nè, dừa ở đâu bán? Cây dừa này ở nhà mình có, ở đâu có nữa không em? Ở nhà làm đó. Còn cây nào nữa không? Chị nó biết không? Hỏi nhiều cây. Cây hả anh? Có nước không sạch chị? Bỏ nước vô bơm nước vô. Cá thích cây nào thì cái này về về hả cho về có cá mua thả vô. Cái này nhiêu anh? Mẹ chưa phát triển nên chưa ít người biết. Ừ, biết ơi, của mày ngắn nhất. Dạ cái này lá lo nó nha, để nó dập lá luôn. Còn cái này giờ lên chắc xe đựng cho nó đầy đập đầu. Thôi không được, cái này cột không được. Cái này cột một bọc một trái thì được. Thì vậy cầm lên xe đi, chắc xe chắc cho nó im á. Chắc xe nằm im được cho nó dập mỏ. Rồi đây. Cảm ơn. Dây rồi, dây rồi. Rồi rồi, cái đó để em múc ta tạo nước luôn. Cái chỗ cây là dạ, chỗ cây chơi. Ấy ngày nó về mà thấy được có chuyện lợi xuống ngon ngon cái chuyện nó lấy cái đó luôn á. Dạ. Nó về chảnh mà nó thấy được được là nó xuống rồi. Đó đây. Rồi về rồi xuống sớm sớm này nhậu nữa. Qua này ở bên Chí này giờ chưa cho về. Anh không ăn vừa cô. Cái này về mình gọt lấy ngàn để chứ ghẻ luôn cho nó quấn ngàn ghẻ đẹp lắm. Thôi thấy nay mấy đi chắc vui vẻ bằng để ta được đi. Dạ rồi. Anh chào mọi người. Mấy chị chân. Ok, mấy chú vui vẻ. Cái gì vui vẻ, cái gì? Nhiều đủ. Anh đang ăn cái tôi này tôi ấy cho. Sinh. Vừa ba đọt. Lớn lên nhưng mà nó có buồn lên. Hơi bị lâu. Lúc trước ông anh em cũng có một cây hai mọng. Có trái. Lên đầm dày. Lên như cái đó vậy á. Là nó có buồn. Hồi đó giờ mới thấy nè, cây đó là đấu giá không nổi gì đây vậy.